Các con vừa tìm hiểu xong đặc điểm của thiên nhiên châu Âu. Qua bài học hôm nay, chúng ta thấy được thiên nhiên đã ban tặng cho châu Âu nhiều ưu đãi. Với ba mặt giáp biển, quỹ đất nông nghiệp dồi dào, khí hậu cảnh quan đa dạng, sông ngòi dày đặc. Và người dân châu Âu đã biết tận dụng những ưu đãi của thiên nhiên vào phát triển kinh tế như thế nào? Các con sẽ tiếp tục tìm hiểu ở những tiết học sau. Còn bây giờ, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các con. Chúc các con học tốt!